Em chân thành xin lỗi tất cả các bác. Trước năm ngoái đã mua bộ sản phẩm Tần Thủy Hoàng của bên em với giá 53 triệu. Thì năm nay bên em vừa nhập được một lô gỗ rẻ thì đã làm cho các bác với giá chỉ có 47 củ khoai. Thì bác nào đang quan tâm hay yêu thích mẫu Tần Thủy Hoàng này có thể tham khảo bên xưởng. Vừa dựng mộc xong phần thô. Mẫu cột 12 chân 12 gỗ hương đá, toàn bộ hàng dày VIP, cột siêu cong, chân cong, vách là vách tảng nhé các bác nhé. Vách tảng liền tấm dày 5 phân. Toàn bộ trương xoáy liền dày 9 phân. Rất là xoáy đều tròn này các bác này. Khuôn 4 ván 2 mai rùa liền xoáy liền toàn bộ. Đây các bác nhìn, mai rùa rất là dày, xoáy liền hết toàn bộ. Cột pháo 89 nha các bác nhá. Khuôn 4 ván 2, yếm 4 ván 2, toàn bộ gỗ lọc lựa kỹ càng từ lúc xẻ rồi. Các bác yên tâm. Không lo công binh mới một dập rác nha các bác nhá. Lựa cho các bác những đường vân, những cục gỗ đẹp nhất để các bác sử dụng được yên tâm. Và bộ gồm 6 món, một ghế dài, hai ghế đơn, đục vách phúc lộc thọ, cây sinh chữ phú quý tài lộc, mang phong thủy đến gia đình mình rất là nhiều. Mặt bàn thì đục thuận buồm xuôi gió, bàn đôn có ngăn kéo đầy đủ cho các bác để đồ, rất là tiện lợi nha các bác nhá. Đấy, đôn ngồi bản dày 45-45, rất là dài, hàng hai tầng cỏ. Và với phòng khách khoảng độ 20 mét vuông trở lên thì các bác sử dụng thoải mái, đẹp cả phòng, sang cả nhà. Các nào yêu thích mẫu này thì kết nối em nhé, về trực tiếp xưởng em. 47 củ khoai bên em sẽ hoàn thiện đầy đủ cho các bác và vận chuyển miễn phí 100 km. Cảm ơn tất cả các bác.